Hương à, mẹ ở đây, ba còn sao mới vui. Thằng Hải nó không phải là người tốt, nhưng nó không đến nỗi táng tận đến thế đâu con ạ. Mẹ sẽ bao che anh ta đến cùng đúng không? Hương à, con sẽ trả bằng mọi giá để lấy lại công bằng cho ba con. Nếu con muốn, con sẽ bắt anh ta phải trả giá vì những gì mình đã làm. Nếu con muốn cái chết của ba con được sáng tỏ thì con phải tỉnh táo. Con sẽ tỉnh táo. Con sẽ mở to mắt ra chờ cái ngày mà anh ta phải đền tội. Mẹ đi về, con hãy cố gắng vực dậy tinh thần để con nuôi dạy các con. Mẹ đem về đi, con sẽ không cần, con của con cũng sẽ không cần bất kỳ một đồng nào từ gia đình của mẹ nữa. Mẹ đem về đi. Mẹ cho các cháu mẹ. Con của con cũng sẽ không cần. Chúng nó sẽ cần. Đón xem Gạo Nếp Gạo Tẻ phần 2 lúc 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Tư trên kênh HTV2V Channel.